tháng 3 năm 2022, Hội Hoa Đức giao số tiền hàng tháng là 1 triệu đồng lần thứ 8 cho hai em học sinh ở xóm Dừa, Quách Phẩm, Đầm Dơi, Cà Mau với hoàn cảnh khó khăn. Mồ côi cha, mẹ đi làm công nhân ở Bình Dương. Số tiền này được ân nhân ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ hàng tháng. Thay mặt Hội Hoa Đức chân thành cảm ơn ân nhân ẩn danh ở Sài Gòn đã giúp đỡ hai em. Chúc ân nhân thật nhiều sức khỏe. Con xin cảm ơn ân nhân đã giúp đỡ tụi con cảm ơn rất nhiều. Con xin cảm ơn.